dự đám cưới thành phố ngọc lan lộng lẫy sang chảnh. Về đám cưới ở quê vẫn một mình một kiểu siêu nổi. Chăm đi dự đám cưới hầu như bạn thân đều có mặt, Ngọc Lan khiến không ít cô dâu phải hối hận. Đã là bà mẹ mồ con nhưng nhan sắc của Ngọc Lan ngày càng lên chứ không xuống, khiến các mẹ bỉm sữa ai ai cũng hâm mộ. Đặc biệt mỗi lần đi dự đám cưới, bà mẹ bỉm sữa này hầu như chiếm hết sự nổi bật. Dù dự tiệc ở nhà hàng sang trọng hay tư gia, cô đều khiến các cô dâu cũng phải dè chừng. Mới đây Ngọc Lan kín đáo thanh lịch đến dự đám cưới của đồng nghiệp diễn viên Vũ Ngọc Ánh và anh Tài. Hơn cô dâu 2 tuổi và đã là mẹ một con, nhưng nhan sắc Ngọc Lan không phải dạng vừa. Bước vào hội trường là thu hút mọi sự chú ý, chưa kể ông xã Thanh Bình cũng phong độ không kém. Ngọc Lan và ông xã trong đám cưới bạn thân Thúy Diễm Lương Thế Thành, cô dâu chú rể thuộc hàng nhan sắc bậc nhất cũng phải dè chừng trước cặp vợ chồng này. Một đám cưới khác Ngọc Lan khiến cô dâu phải nghẹn vì đã mặc đồ trắng còn trang điểm chẳng khác nào cô dâu thật. Vợ chồng Ngọc Lan tay trong tay đến dự đám cưới con gái của nghệ sĩ Kim Tử Long. Trương Nam Thành tổ chức đám cưới tại nhiều nơi, Ngọc Lan đều đến dự và mỗi lần một phong cách khác nhau. Đám cưới diễn viên Dương Hoàng Anh, Ngọc Lan chơi lớn khoe ngực táo bạo khiến cô dâu trẻ chắc cũng phải khóc thầm. Đi dự đám cưới tại nhà hàng thành phố sang trọng, nhưng về miền quê Ngọc Lan tiết chế hơn hẳn. Chọn phong cách phù hợp kín đáo, thế nhưng kiểu gì cũng lấn át cả cô dâu. Ngọc Lan nổi bật nhất bàn tiệc trong đám cưới diễn viên Thanh Tuấn. Sau 2 năm kết hôn, diễn viên Hoàng Anh cùng vợ bắt đầu tạo dựng cuộc sống ở Mỹ. Bà xã của diễn viên Hoàng Anh hạnh phúc thông báo việc chồng đã đậu phỏng vấn định cư ở Mỹ. Diễn viên Hoàng Anh sẽ có nhiều thời gian hơn ở bên vợ con. Tháng 2 2017, đám cưới của diễn viên Hoàng Anh và bà xã Việt Kiều tên Quỳnh Như đã diễn ra trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Đến tháng 10 2017, Quỳnh Như sinh con đầu lòng cho nam diễn viên tại Mỹ. Dù kết hôn, nhưng Hoàng Anh vẫn sống ở Việt Nam để tập trung vào công việc của một diễn viên. Thỉnh thoảng anh dành thời gian sang Mỹ thăm vợ con. Tết Kỷ Hợi 2019, bà xã Hoàng Anh cũng đưa con gái về Việt Nam sum họp cùng gia đình. Hoàng Anh từng tiết lộ trong năm 2019, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên vợ con. Nam diễn viên sẽ chăm sóc con gái khi vợ đi làm. Sau khi kết hôn, Hoàng Anh ở Việt Nam làm việc, còn vợ và con của nam diễn viên sinh sống tại Mỹ. Mới đây Quỳnh Như hạnh phúc thông báo chồng đã đậu phỏng vấn định cư ở Mỹ. Sau bao ngày cố gắng và chờ đợi, giờ đây gia đình nhỏ của mình đã được đoàn tụ trên quê hương thứ hai, cùng nhau tạo dựng một cuộc sống mới. Nu sẽ được ở gần ba Hoàng Anh mỗi ngày, Mami và Nu xin chúc mừng ba ba. Mẹ vợ của Hoàng Anh cũng hạnh phúc khi gia đình các con được đoàn tụ. Sau bao nhiêu khó khăn và cố gắng, giờ đây gia đình nhỏ của con được đoàn tụ trên quê hương thứ hai. Chúc các con tạo dựng cuộc sống tốt đẹp trên quê hương mới, thật hạnh phúc và thành công. Những ngày tới sẽ chia tay và sẽ buồn, sẽ nhớ. Hai bà mẹ ở lại luôn mong các con thật bình an trên đất khách. Thương luôn cả Nu nè. Diễn viên Hoàng Anh đã đậu phỏng vấn ở Mỹ. Gia đình nam diễn viên sẽ tạo dựng cuộc sống mới trên quê hương thứ hai của cặp đôi. Vừa ra viện, Hòa Minzy đã xuống tóc khiến các fan hoang mang. Khi quyết định cắt phăng mái tóc dài, nữ ca sĩ cũng đã tiết lộ mình làm điều này mục đích chính là vì lý do sức khỏe. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Hòa Minzy vừa đăng tải dòng trạng thái nhắc đến việc mình sẽ thay đổi một kiểu tóc khác. Ngắn hơn so với hiện tại, cụ thể cô viết, chỉ mong sao dù tóc dài hay tóc ngắn, hình thù nếu có béo thì mọi người vẫn yêu quý Hòa nhé. Hòa cần có một số thay đổi để tốt cho cơ thể, để hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, Hòa sẽ xin lại sau nhé. Ngay khi ấy, cô cũng nhanh chóng chia sẻ phần tóc mà mình đã quyết định cắt bỏ đi. Để có được mái tóc dài dịu dàng như thời gian qua, thì nữ ca sĩ cũng đã phải nuôi dưỡng rất nhiều. Và đây là diện mạo mới nhất của giọng ca nàng tiên cá sau khi hoàn thành mái tóc mới. Sau Tết, hầu hết ai cũng tăng cân không phanh, nhưng nhìn Hòa Minzy lại gầy gò thấy rõ, bởi lẽ cô đã phải nằm viện trong vài ngày gần đây. Cô than thở giờ Hòa có 40kg phải tăng lên cho có đề kháng, sợ lúc ăn uống để tăng cân lại tăng quá mập như xưa thì chết, nên phải dặn fan trước vậy đó. Vào dịp lễ Valentine 2019 vừa qua, khi các cặp tình nhân đang bên cạnh nhau hạnh phúc, thì bạn trai nữ ca sĩ lại than thở khi cô phải nhập viện. Theo đó, tình hình sức khỏe của cô dạo gần đây luôn khiến mọi người phải lo lắng nhiều. Với tình trạng hiện tại của giọng ca gốc Bắc Ninh, thì người hâm mộ liên tiếp thúc giục cô chú ý việc ăn uống đảm bảo sức khỏe. Trong mắt tụi em chị luôn xinh lắm. Sao cũng được, chị đừng quan trọng về việc ngoại hình quá, gầy cũng đẹp, nhưng đừng để gầy quá.
gầy quá là yếu, lấy sức đâu mà hét, béo lên tầm 2-3kg nữa là ổn cô gái ạ. Gần đây tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ cũng rất báo động khi cô làm việc khá nhiều và vừa trải qua cơn phẫu thuật sau khi ra mắt MV Rời Bỏ. Cùng gửi lời chúc phúc cho Hòa Minzy mau chóng ổn định sức khỏe, tiếp tục mang đến các sản phẩm cho quý khán giả nhé. Thanh Thảo, Thúy Vinh đừng dùng tên tôi đi mượn tiền nữa và hãy trả lại sim điện thoại cho tôi. Từng là bạn bè, chị em thân thiết, nhưng giờ đây trong mắt Thanh Thảo dường như đã không còn sự tồn tại của Thúy Vinh. Thanh Thảo, Thúy Vinh là hai cái tên đình đám một thời gắn liền cùng nhau, đi đâu cũng có nhau. Cả hai cùng lập công ty đào tạo học trò trở thành ca sĩ. Và rồi một ngày khi mâu thuẫn xảy ra, mọi chuyện đổ vỡ và cặp sau này đã chẳng còn nhìn mặt nhau. Căng thẳng leo thang, thi thoảng khán giả đã thấy Thanh Thảo tố cáo Thúy Vinh quỵt nợ. Và gần đây nhất chính là việc tuyển thủ Cầu May nợ nần quá nhiều, phải cầm cố sim điện thoại giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng của nữ ca sĩ búp bê. Trước loạt hành vi của Thúy Vinh, nữ ca sĩ Thanh Thảo quyết nhờ đến pháp luật. Tuy nhiên sau một thời gian dài, khi đang có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh chồng con, búp bê ngày nào đã chẳng còn để ý đến những chuyện đã qua. Trong cuộc trò chuyện với báo mới đây, Thanh Thảo bộc bạch, lâu lắm rồi tôi cũng không còn để ý đến chuyện của Thúy Vinh, mọi thứ vẫn do tòa án giải quyết. Tôi ủy quyền cho luật sư việc Thúy Vinh bán sim của tôi cũng như cướp tài sản. Tòa án ra lệnh cho Vinh phải mua lại, nhưng với tình trạng nợ nần của Vinh, tôi nghĩ chắc khó lắm. Từng là bạn bè thân thiết, đùng một cái Thúy Vinh thay đổi hoàn toàn, nợ nần chồng chất, khiến nhiều lần Thanh Thảo tự hỏi, không biết làm gì mà nợ nhiều đến vậy. Tôi cũng từng nói Vinh, nếu khó khăn thì nói chuyện với nhau, còn làm vậy thì kỳ lắm. Nữ ca sĩ vẫn luôn nhận xét Thúy Vinh là người có nhiều ưu điểm, tài năng, hiền lành, xinh đẹp. Và nếu biết sống đúng thì sẽ rất thành công. Ở thời điểm hiện tại, Thanh Thảo không còn quan tâm đến Thúy Vinh sống thế nào. Chỉ mong Vinh đừng lấy tên Thảo để đi mượn tiền. Hãy trả lại sim điện thoại cho cô. Với những vấn đề về tiền bạc chưa được giải quyết của hai bên, Thanh Thảo cũng không còn tha thiết, cô nói. Từ ngày có con, mấy chuyện đó không còn quan trọng nữa. Giờ tôi để ngoài đầu chuyện về con người đó, về pháp luật thì luật sư cũng đã nhận công việc đó, tôi không để tâm nữa. Yêu cầu cuối cùng của tôi với luật sư là toàn bộ tiền nợ của Vinh tôi không đòi nữa. Tiền trên bản quyền đang giữ tôi cho Vinh và hãy gạch tên tôi ra khỏi công ty. Đừng dùng tên tôi đi vay tiền nữa. Tôi chỉ cần Vinh trả lại sim điện thoại vì đó là kỷ niệm theo tôi suốt hơn 20 năm. Thanh Thảo, Thúy Vinh từng là đôi bạn thân khi điều hành chung một công ty giải trí, đào tạo ca sĩ. Từ năm 2011, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Thanh Thảo tuyên bố không còn liên quan đến Thúy Vinh, cũng chấm dứt vai trò giám đốc trong công ty chung. Từ đó đến nay, cả hai xảy ra nhiều cuộc khẩu chiến gây hoang mang dư luận. Bụng lùm xùm bà bầu Lê Phương vẫn xinh đẹp bất chấp, chồng trẻ cưng như trứng. Đang mang thai những tháng đầu, Lê Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung không thua thiếu nữ. Sau một năm 2018 đại thành công trong sự nghiệp, đầu năm nay, Lê Phương tiếp tục đón nhận niềm vui lớn khi được làm mẹ lần hai. Nữ diễn viên chính thức thông báo tin mang bầu em bé đầu tiên với ông xã Trung Kiên vào cuối tháng 1 vừa qua. Dù tiết lộ bản thân bị ốm nghén, khó ăn, tròn uống, song qua những bức hình gần đây được người đẹp chia sẻ, có thể thấy mẹ bầu vẫn cực xinh đẹp và trẻ trung. Cách đây ít giờ, Lê Phương vừa khoe với người hâm mộ những hình ảnh mới nhất của mình trong những tháng đầu mang thai. Thể theo yêu cầu của các tình yêu bữa nay chụp bán thân nà, này thì không phải tròn nữa mà là ú nà. Mỹ nhân phim Gạo Nếp Gạo Tẻ tự nhận mình có chút mập lên sau chuỗi ngày tuân thủ thực đơn với sữa, hạt và trái cây. Dù Lê Phương luôn kêu mập ú, nhưng với nhiều khán giả, nữ diễn viên vẫn là một bà bầu cực xinh đẹp và trẻ trung. Đang mang thai những tháng đầu khá mệt mỏi vất vả, nhưng Lê Phương vẫn gây bất ngờ với khuôn mặt gọn gàng thanh tú, không có dấu hiệu bị phù nề. Thậm chí trong những bức hình chân dung ít người biết nàng Ngọc Hương đang mang thai. Bụng bầu đã lùm lùm, Lê Phương vẫn khá thon thả và nhanh nhẹn. Cô cũng không bị tăng cân quá đà. Nữ diễn viên còn được khen ngợi về làn da trắng ngần và thần thái luôn rạng ngời tươi tắn. Lê Phương cho biết vợ chồng cô cũng như hai bên gia đình, đặc biệt là bên nội đều mong chờ thiên thần nhỏ lần này là một bé gái để có đủ nếp đủ tẻ. Người đẹp quê Trà Vinh tiết lộ việc có bầu là do vợ kế hoạch, nên cả hai vợ chồng đều bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng. Mọi chuyện đã đến thật tự nhiên nhưng cũng rất trình tự. Hai dự án phim lớn đã hoàn tất trọn vẹn, cũng là lúc tôi có thể toàn tâm toàn ý dành cho gia đình, Lê Phương chia sẻ thêm.
Sau cuộc hôn nhân đầu nhiều sóng gió với Quách Ngọc Hoan, khi đến với ông xã Trung Kiên, nữ diễn viên được yêu chiều hết mực, nhất là khi Lê Phương đang mang thai, chồng trẻ kém 7 tuổi lại càng chăm lo chu đáo cho cô. Trung Kiên dành thời gian đưa vợ đi ăn uống, dạo phố, mua sắm, xem phim để cô luôn giữ được tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Lê Phương cho hay, ông xã là mẫu đàn ông của gia đình, trẻ tuổi nhưng chín chắn, suy nghĩ thấu đáo. Anh không nề hà mà luôn cùng cô làm mọi việc trong nhà như nấu ăn, rửa chén, giặt quần áo. Không chỉ tâm lý với vợ, Trung Kiên còn giúp cô trông nom, nuôi dạy bé cào pháo như con ruột. Có ông xã chiều chuộng như nâng trứng, Lê Phương yên tâm dưỡng thai chờ ngày lâm bồn lần thứ 2.